Xin chào các bạn. Lực lượng vũ trang Nga đã cho nổ tung các cây cầu ở quận Suza thuộc vùng Kursk của Nga nhằm làm gián đoạn quá trình tiếp viện và hậu cần của quân đội Ukraine. Điều này cũng khiến lực lượng Ukraine tại đây mất đường về. Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện chống lại Ukraine ở khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 15 đơn vị của quân đội Ukraine đã bị ảnh hưởng. Những cây cầu đã bị phá hủy gần làng Manokka, nơi quân đội Nga đang tiến hành một cuộc phản công tích cực sau cuộc phản công toàn diện của Nga, blogger người Ukraine Anatoly Sari cho biết các đơn vị Ukraine xâm chiếm khu vực Kursk của Nga đang chuẩn bị rút lui. Lực lượng vũ trang Nga tiến quân nhanh chóng và thường xuyên giành lại các khu định cư bị chiếm đóng ở Kursk. Lực lượng Ukraine gần như bị bao vây hoàn toàn. Bộ chỉ huy Ukraine không còn khả năng tiếp tế cho một số đơn vị của mình gần Kursk và các binh sĩ Ukraine chỉ có thể vượt qua vòng vây theo nhóm nhỏ vào ban đêm. Bộ Quốc phòng Nga hết ngày 14 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, tổn thất của quân đội Ukraine ở Kursk lên tới hơn 200 người. Khoảng chục xe chiến đấu, trong đó có một xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất cùng với ít nhất một lính Mỹ. Theo con số tổng hợp của phía Nga, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk hai tháng qua, Ukraine đã tổn thất hơn 23.150 quân nhân, hàng trăm xe chiến đấu và vũ khí khác. Nhiều chuyên gia cũng như các chính phủ phương Tây nhìn nhận rằng cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine ở Kursk đã không đạt được hiệu quả như nước này mong muốn, là khiến Nga phải rút quân từ miền đông Ukraine và bảo vệ Kursk và tăng vị thế cho Kiev nếu đàm phán diễn ra. Không những vậy, Kiev còn mất đi hàng chục nghìn binh sĩ và các đơn vị còn lại ở Kursk cũng trong trạng thái nguy kịch. Cùng với đó là các trang thiết bị và sự ủng hộ của phương Tây. Các nguồn tin chiến trường của cả Ukraine và phương Tây đều thừa nhận, Quân đội Moscow đã có những bước tiến đột phá trước quân đội Ukraine tại Kursk, dù mặt đất trở nên lầy lội trong mùa mưa. Trong khi đó, các lực lượng kẹp ép ở Kursk lại rơi vào tình thế bất lợi. Mùa mưa ở Nga và Ukraine được gọi là Rasputitsa, cụm từ để chỉ việc bùn lầy xuất hiện, hình thành theo từng lớp rất dày vào mùa xuân, khiến việc di chuyển qua lại giữa Nga và Ukraine bằng đường bộ trở nên khó khăn. Theo một số nhà bình luận. Địa hình này lại mang đến cho Nga lợi thế lớn vì các lực lượng Moscow thường sử dụng nhiều xe bánh xích hơn quân đội Ukraine. Những thiết giáp hay xe tăng hạng nhẹ bánh lốp của phương Tây viện trợ đều không thể di chuyển trong bùn lầy. Còn các xe thiết giáp, xe tăng chiến đấu chủ lực thì lại nặng hơn rất nhiều các dòng xe tương tự của Nga. Điều này khiến chúng dễ xa lầy, không thể cơ động và dễ dàng trở thành những cái bia tập bắn cho UAV và tên lửa diệt tăng của Nga. Ông Emin Kastehemi, một nhà phân tích nghiên cứu nguồn mở tại Blackbird Group, có trụ sở tại Phần Lan cho biết, Linh Nga vốn đã quen thuộc với tình hình thời tiết như vậy, trong khi Ukraine tỏ ra khá bối rối. Họ có ít kinh nghiệm trận đấu hơn vì đây là sân nhà của người Nga. Đồng thời, các trang bị phương Tây vốn nặng nề, khó bảo trì và vận hành hơn nhiều so với của Nga, và sự khác biệt ngày càng lớn trong mùa mưa khi điều kiện thời tiết bất lợi. Khu vực này chủ yếu là những cánh đồng rộng lớn, rất dễ trở nên lầy lội, ngập lụt khi mùa mưa đến, đặc biệt nếu không có công sự thích hợp việc phòng thủ có thể rất khó khăn đối với quân đội Kiev. Ông Kastehemi mô tả về tình thế của lực lượng Ukraine ở Kursk. Một blogger có tên Boris rozin đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh những người lính Ukraine kéo một chiếc xe bọc thép ra khỏi khu rừng ngập nước mưa, dọc theo một con đường lầy lội. Binh sĩ Stanislav Puniatov thuộc tiểu đoàn AIDA của Ukraine cũng cho biết thời tiết xấu đã cản trở hoạt động của máy bay không người lái và thiết bị quân sự. Binh sĩ Ukraine nói rằng, trong những cơn mưa, máy bay không người lái của chúng tôi không thể hoạt động hiệu quả. Nhiều phương tiện đang bị mắc kẹt trên đường di chuyển, bao gồm pháo hạng nặng và mìn. Các đơn vị Ukraine giờ đây chỉ có thể di chuyển trên các tuyến đường có sẵn mà không thể băng qua những khu vực đất trống bởi sinh lầy. Và đây cũng là cơ hội để người Nga phục kích. Chỉ cần đánh vào các tuyến cầu, đường, quân đội Nga sẽ dễ dàng bẻ gãy các mũi tấn công. Và hơn thế nữa là chặn cả đường rút lui của quân Ukraine khi mà tại khu vực Kursk, Ukraine kiểm soát, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất nối từ Sumy đến Suza, và sau đó từ Suza tỏa đi các nơi khác cũng chỉ có một nhánh đường mà thôi. Không những vậy, ở phía bên kia biên giới, thời tiết xấu và mưa nhiều, đường xá trở nên lầy lội đã buộc quân Ukraine phải tập kết thiết bị dọc theo ba tuyến đường trải nhựa diakonovo Suza, Lugov Suza và Rinskorenevo Suza về phía biên giới nước này. Tuy nhiên, ngay khi trang thiết bị và binh sĩ của Ukraine được đưa ra khỏi khu vực tập kết để triển khai, thì họ ngay lập tức bị lực lượng Nga không kích bằng bom FAB, kết hợp với các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Trước đó hai tháng, khi thời tiết còn khô giáo, đầu tháng 8, quân đội Ukraine đã tận dụng sự cơ động, phát động một cuộc tấn công bất ngờ về phía Bắc dọc theo đường cao tốc Suza Kurinevo, nối liền biên giới với Sumy và nhanh chóng tuyên bố chiếm được hơn 100 khu định cư với 1.300 km vuông lãnh thổ của Nga. Nga đã nhanh chóng đưa quân vào hỏa lực sau vài ngày, chặn đà tiến của Ukraine sâu hơn. Vì vậy, tới cuối tháng 9, Ukraine quyết định mở thêm một mũi tấn công nữa vào Kursk, nhưng theo hướng Novibut, nhằm vào Veseloye ở quận Gruskovsky, cách mặt trận chính khoảng 32 km. Ukraine kỳ vọng sẽ giành thêm được lãnh thổ Nga, bảo vây hàng nghìn quân Nga ở khu vực. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như kỳ vọng khi Ukraine đã trúng phải trận địa phục kích của Nga. Sau vài tuần giao tranh, mũi tấn công mới của Ukraine bị xa lầy tại các cánh đồng phía nam thị trấn Veseloze. Vào ngày 20 tháng 9, Ukraine điều động lực lượng hùng hậu với xe chiến đấu Marder do Đức sản xuất và xe chiến đấu CV-90 do Thụy Điển sản xuất, cùng xe tăng Stuttvan 122 đã lăn bánh dọc theo con đường chính nối Veseloze với Kluskovo, khu định cư chính tiếp theo cách đó 6 km về phía đông bắc. Sư đoàn nhảy dù 106 của Nga đã lập sẵn trận địa phục kích theo hướng này. Nga đã giải lượng lớn mìn theo con đường Ukraine tiền quân, triển khai pháo đã lên nòng, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất từ các phía. Theo Fox, Nga đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 20 tháng 9, cũng như các cuộc tấn công tiếp theo vào những ngày sau đó. Sư đoàn nhảy dù 106 trong tuần này đã đăng tải đoạn video ghi lại mô tả 15-16 xe thiết giáp của Ukraine bị phá hủy, trong đó bao gồm những chiếc tốt nhất như CV-90, Marder, M2 và Striker do Mỹ sản xuất việc Ukraine đưa số lượng lớn thiết giáp với nhiều chủng loại khác nhau tấn công vào hướng Novyput ở Kursk cho thấy tầm quan trọng và sự kỳ vọng mà Bộ Tham mưu ở Kiev đã đặt vào mũi tập kích này. Các đại đội hoặc tiểu đoàn từ lữ đoàn cơ giới 21 và 47 lần lượt với CV-90 và M2 và lữ đoàn tấn công đường 095 với Marder và Striker đã tham gia cùng tiểu đoàn tấn công 225 và tiểu đoàn thủy quân lục chiến 501 tấn công vào Novibut về phía Veseloze và Kluskovo. Đây là những lữ đoàn và tiểu đoàn tinh nhuệ nhất trong cơ cấu lực lượng của Ukraine. Có thể nói, Ukraine đã điều động lực lượng hàng đầu với trang thiết bị hàng đầu để tấn công hướng mới vào Kursk, nhưng nỗ lực này đã bất thành. Dù ban đầu góp phần nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ, nhưng chiến dịch quân sự tại Kursk đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của Kiev trên các chiến trường khác ở Ukraine, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ. Tháng trước, Ông George BB, giám đốc chiến lược lớn tại Viện Quyền Si có trụ sở tại Mỹ, cũng cho biết những gì xảy ra trên đất Nga trông giống như một sai lầm. Nga hiện đã điều động khoảng 50.000 binh lính từ các khu vực khác đến tỉnh Kursk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky cho biết vào ngày 10 tháng 10, hơn 2 tháng sau khi cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ của Nga bắt đầu. Nga đang đẩy mạnh tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở gần 20 địa phương thuộc Kursk, Đồng thời, máy bay chiến đấu của Moscow cũng nhắm mục tiêu tới các lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, giáp biên giới hai nước. Theo ISV, Nga đã chiếm lại 46% lãnh thổ từng bị mất vào tay Ukraine trước đó. Trong khi giao tranh ở Kursk đang diễn ra quyết liệt, các lực lượng Nga vẫn không bỏ quên tiền tuyến đôn bát. Nguồn tin chiến trường ngày 15 tháng 10 cho biết Nga đã chiếm được 2 phần 3 khu vực Torres, một thị trấn tiền tuyến quan trọng với dân số trước giao tranh là 34.000 người ở khu vực phía bắc của tiền tuyến miền đông Ukraine, các quan chức Ukraine cũng đã ra lệnh sơ tán dân thường khỏi thành phố Kubian trên bờ sông Oskin trong bối cảnh Nga đang tiến dồn dập về hướng này. Tình hình chiến sự căng thẳng cũng khiến Ukraine phải đối mặt với khả năng thiếu điện, nước và các hỗ trợ nhân đạo trong mùa đông sắp tới. Ông Oleg Sinegubov, người đứng đầu khu vực Kharkov cho biết. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky vẫn coi việc bám trụ Kursk là trọng tâm trong kế hoạch chiến thắng kế hoạch mà ông đã trình bày với thủ tướng Anh Keir Starmer vào tuần trước. Theo mục tiêu ban đầu, Ukraine vẫn muốn biến Kursk thành con bài mặc cả trên bàn đàm phán. Trước tình hình khó khăn hiện tại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập khẩn một cuộc họp bất thường với Bộ Tư lệnh. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết ông Zelensky được giao nhiệm vụ giữ vững vị trí tại Kursk bằng mọi giá cho tới khi bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan. Theo cựu chuyên gia phân tích của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA Larry Johnson, lực lượng Ukraine tại Kursk đã rơi vào tình thế rất khó khăn nhưng không thể thoát ra được. Kursk giống như một con chăn khổng lồ, siết chặt con mồi bằng những vòng xoắn chết người. Ukraine đã rơi vào cái bẫy này, họ hoàn toàn không có nơi nào để trốn chạy, ông Johnson nhận định. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ kênh còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo